bố vợ gửi con rể tương lai. Này con rể khi con yêu con gái rượu của ta, con đừng bao giờ mong nó là một cô gái ngoan hiền. Đúng nghĩa từ ngày sinh ra, con gái ta đã là một cô gái ngang bướng. Nhiều lúc ta ngỡ, Chúa đã có nhầm lẫn. Khi tạo ra tính cách, mạnh mẽ trong cô con gái mà ta rất yêu quý ấy. Nhưng con rể con đừng lo. Con gái ta cả tính, mạnh mẽ nhưng nó vẫn chỉ là một cô gái hay khóc nhẹ. Dễ mềm lòng, con gái ta không hoàn hảo và còn nhiều thiếu sót mà trên đời này làm gì có cô gái nào hoàn hảo phải không con rể vì thế điều ta cần con là hãy tin con gái ta như lúc mới yêu con gái ta cần thời gian để hoàn thiện mình hãy cho ta thấy con là một người đàn ông trưởng thành có một bờ vai vững chắc để con gái ta dựa vào như thế ta mới yên tâm trao con gái ta yêu quý cho con được con gái ta nấu ăn không ngon bằng mẹ của nó đâu con rể ạ à, con gái ta lại là cô gái khá vụng về không khéo miệng để ta kể cho con nghe về những gã đàn ông đã và đang theo đuổi con gái ta nhiều gã ta rất ấn tượng rất thích hơn con nhưng con gái ta đã chọn con ta tôn trọng điều đó và ta biết ánh mắt vui mừng của con gái ta khi gặp con vì thế đừng bao giờ phụ lòng của nó nếu để con gái ta buồn phiền thì chính ta mới là người xử con đầu tiên đấy con rể ạ à, nếu con để con gái ta bỏ về một lần thì ta sẽ nuôi nó đến trọn đời. Và con không có thêm một cơ hội nào nữa. Như bao cô gái khác, con gái ta thích nghe những lời dịu nhẹ. Thế nên đừng có mà quát nó. Hãy học cách nói lời yêu thương. Nếu con chưa học được, thì đừng có đến xin phép ta rước con gái về dinh. Ta chẳng bao giờ đồng ý cho một gã con rẻ. Không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Ta biết công việc của con đầy bận rộn. Nhưng hứa với ta sau này về ăn cơm mối tối với con gái ta được không con gái ta từ nhỏ đã quen với cuộc sống gia đình thích được vỗ về bởi người thân bên cạnh nên ta muốn con dù bận đến mấy cũng hãy nhớ gia đình nhỏ này ta sẽ rất biết ơn con về điều đó à ta cũng nhắc thêm một điều con gái ta rất hay cằn nhằn về cách ta tiêu tiền về những lần ta về nhà trong mùi rượu chắc chắn khi cưới con về con gái ta vẫn sẽ như thế và ta dặn con trước đừng bao giờ mong con gái ta nhẹ nhàng lúc này nuôi nó lên lên hơn hai mươi mấy năm điều này ta hiểu hơn ai hết mà suy cho cùng tính xấu này cũng cần con nghỉ chúng ta những gã đàn ông trưởng thành lập gia đình phải chịu được áp lực đó và cuối cùng chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ chẳng êm đềm mãi được những lúc con gái ta sai mong con từ tốn khuyên răn đừng động chân động tay con rể nhé bởi nếu con đánh con gái ta sẽ bỏ con mà không bao giờ tha thứ và ta cũng sẽ chẳng để yên cho ai đánh con gái ta cả. Kể cả con khi đã là chồng nó, ta chẳng thể giữ con gái mà ta. Vô vàn yêu quý bên mình mãi, mặc dù ta rất muốn, nhưng ta sẽ để con gái ta đi tìm hạnh phúc mới. Và con gái ta đã chọn con ta hạnh phúc vì điều đó. Ta tin con sẽ mang đến hạnh phúc cho con gái. Rượu của ta, bố của cô gái mà con sắp cưới.